Gốm đất Việt tự hào đi lên công nghệ 4.0, chất lượng sản phẩm số 1 đất sét nung Việt Nam. Gốm đất Việt đi lên công nghệ 4.0. Ra đời năm 2011, trong bối cảnh thị trường gạch ngói, đất sét nung cạnh tranh khốc liệt, trải qua gần một thập kỷ phát triển cho đến ngày 9 tháng 9 năm 2019, công ty cổ phần gạch ngói đất Việt tự hào thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ đầu tiên trong lĩnh vực sản xuất gạch ngói đất sét nung Việt Nam, với 4 bằng độc quyền giải pháp hữu ích, đó là công nghệ nghiền khô sản xuất ngói lợp, công nghệ phun men vào ngói mộc nung một lần trong lò nung tuy nen, công nghệ cắt pha diệt tự động bằng máy để sản xuất ngói lợp, công nghệ tận thu khí thải bảo vệ môi trường, nhà máy công nghệ xanh. Gốm đất Việt, công nghệ 4.0 tiên tiến hiện đại dẫn đầu thị trường. Từ xuất phát điểm là không có vốn và nguồn lực, gốm đất Việt đã bằng sự nỗ lực và quyết tâm, dùng sức sáng tạo và lao động cần cù, say mê để phát triển vượt bậc, đi lên công nghệ 4.0. Cho đến nay, gốm đất Việt tự hào đã tiến hành chuyển đổi công nghệ từ nghiền ướt sang nghiền khô phối liệu để sản xuất ngói lợp. Tiến hành chuyển đổi công nghệ từ phun men vào thành phẩm sang phun men vào ngói mộc nung một lần trong lò nung tuy nen. Tiến hành chuyển đổi từ máy dập pavia thủ công sang máy dập cắt pavia tự động. Tiến hành chuyển đổi từ công nghệ nung đốt dầu FO sang sấy nung sản phẩm than hóa khí. Con người gốm đất Việt chỉ với đôi tay cần cù, khối óc sáng tạo và ý chí quyết tâm, yêu lao động, cống hiến đã biến những phương án không thể thành có thể, quyết tâm mạnh mẽ đi lên thời đại công nghệ 4.0. Công nghệ nghiền khô sản xuất ngói lợp. Luôn mong muốn sản phẩm đạt chất lượng cao nhất, cho đến nay, ở những khâu đầu tiên là nghiền phối liệu, gốm đất Việt đã chuyển từ công nghệ nghiền ướt cũ kém hiệu quả sang công nghệ nghiền khô, ứng dụng máy móc công nghệ hiện đại. Công nghệ nghiền khô phục vụ cho hoạt động sản xuất ngói lợp về bản chất tốn kém hơn nhiều so với công nghệ cũ, nhưng mang lại hiệu quả cao khi sản phẩm đầu ra vượt trội, chất lượng phải qua nhiều giai đoạn. Đất sét khai thác từ mỏ sẽ được phân loại, vận chuyển về bãi chứa để phong hóa, rồi đảo trộn, cày, phay tơi, phơi khô cho đến khi đạt độ ẩm dưới 10%, rồi được đưa vào kho chứa, trộn theo tỷ lệ nhất định với xà mốt, chạy qua cân măng định lượng, nghiền trên máy nghiền sàng chuyên dụng. Hàn nguyên liệu lọt sàng 1mm được chuyển thẳng từ máy nhào trộn 40, tạo ẩm từ 17 đến 18%. Sau đó, phối liệu này vận chuyển vào máy miết, bể ủ và được ngâm ủ trên 30 ngày. Công nghệ phun men vào sản phẩm mộc. Tương tự như vậy, gốm đất Việt cũng thay đổi quy trình phun men vào sản phẩm. Từ phun vào thành phẩm khiến men thẩm thấu không sâu, sản phẩm da không đạt chuẩn, sang phun men vào sản phẩm mộc nung một lần trong lò nung tuy nen, giúp men thẩm thấu sâu hơn, sản phẩm đầu ra bóng đẹp và bền màu mãi mãi. Công nghệ phun men vào sản phẩm mộc được thực hiện qua các bước. Ngói mộc được kiểm tra đạt chuẩn, chuyển sang phun men trực tiếp. Sấy khô trên dây chuyền hoàn toàn tự động. Ngói đã sấy khô được chuyển qua nung với nhiệt độ cao trong lò nung tuy nen. Vì phun men vào ngói mộc, do đó độ thẩm thấu men sâu, tốn nhiều men và chi phí sản xuất sẽ cao hơn. Nhưng với tư duy đặt chất lượng lên hàng đầu, gốm đất Việt sẵn sàng đầu tư dù gặp nhiều khó khăn về nguồn lực để cho ra sản phẩm tốt nhất, phục vụ khách hàng. Công ty cổ phần gạch ngói đất Việt cho đến nay luôn tự hào bởi dây chuyền sản xuất ngói lợp cao cấp dạng mắc xây, ngói kiểu Pháp và công nghệ lò nung tuy nen hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. Các sản phẩm đầu ra luôn có chất lượng số 1, bề mặt bóng mịn, màu sắc bền đẹp, đặc trưng là màu đỏ quýt trầu và khi gõ vào sản phẩm, âm thanh ngân vang, trong chắc. Công nghệ dập cắt pavia tự động. Gốm đất Việt đầu tư công nghệ mới, thay thế toàn bộ hoạt động sản xuất ngói cổ phục chế bằng phương pháp dập pavia thủ công, vốn năng suất không cao và sản phẩm đầu ra kích thước không đồng đều.
công nghệ dập cắt 3 vía tự động cho dây chuyền sản xuất sản phẩm cổ phục chế tại gốm đất Việt được đầu tư từ con số 0. Toàn bộ kỹ sư của gốm đất Việt đã tự nghiên cứu, mày mò và lắp ráp thành công các máy dập cắt 3 vía tự động. Phôi ngói được đưa vào bàn nạp tự động, đặt vào máy dập, máy tự động dập ép sản phẩm, tự động cắt gọt 3 vía xung quanh sản phẩm bằng hộp dao cắt định hình. Cơ cấu hút chân không lấy sản phẩm đã dập cắt tạo hình ra, xếp vào pallet, đưa qua hầm sấy để sấy khô. Công nghệ dập cắt 3 vía tự động khắc phục được các nhược điểm của công nghệ dập cắt thủ công, đồng thời cho năng suất cao, đáp ứng kịp thời các lô hàng lớn cần thúc đẩy về tiến độ. Các sản phẩm sản xuất ra dưới hệ thống máy dập 3 vía tự động do gốm đất Việt có kích thước đều, chất lượng cao, mịn chắc và bền đẹp. Công nghệ tận thu khí thải. Với tư duy giảm thiểu chi phí, đồng thời để hiện đại hóa hoạt động sản xuất và tiến lên thời đại 4.0, gốm đất Việt cũng ý thức được các vấn đề môi trường và phát triển bền vững. Việc tận thu khí thải để tái sử dụng thay thế nhiên liệu sản xuất đã được gốm đất Việt chú trọng và đầu tư bài bản rất sớm. Gốm đất Việt đã tiến hành chuyển đổi công nghệ nung đốt từ dầu FO sang sấy nung sản phẩm than hóa khí khép kín, giúp giảm thiểu tối đa khí thải tác động xấu đến môi trường. Đây là bước phát triển lớn về tư duy và cũng là điểm sáng để gốm đất Việt bước vào giai đoạn phát triển công nghệ 4.0, hội nhập kinh tế thế giới. Gốm đất Việt, chất lượng sản phẩm số 1, đất sét nung Việt Nam. Ra đời ngày 25 tháng 1 năm 2010, nhờ quyết tâm đổi mới đi lên công nghệ 4.0, công ty cổ phần gốm đất Việt đã đầu tư hệ thống máy nhào đùn liên hợp công suất lớn nhất Đông Nam Á. Máy nghiền khô phối liệu siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất gạch cốt tô để tạo ra sản phẩm mịn chắc đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe về kỹ thuật. Nhờ áp dụng công nghệ 4.0, công ty cổ phần gốm đất Việt đã cán đích vượt 2 lần công suất thiết kế 4 triệu mét vuông quy tiêu chuẩn một năm, thực hiện lớn hơn 8 triệu mét vuông quy tiêu chuẩn một năm, 3 lần nhận giải thưởng sao vàng đất Việt, giải thưởng sao đỏ, nằm trong top 500 doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, giải bạc, giải vàng chất lượng quốc gia. Chính vì vậy, công ty cổ phần gốm đất Việt luôn được đánh giá cao với công nghệ sản xuất gạch cốt tô hiện đại nhất Việt Nam và sánh ngang tầm với các nước tiên tiến hàng đầu thế giới. Chất lượng sản phẩm gốm đất Việt hiện nay luôn được người tiêu dùng đánh giá là số 1 đất sét nung Việt Nam. Các sản phẩm gạch ngói mang thương hiệu gốm đất Việt đạt chuẩn TCVN, chất lượng ngang tầm thế giới. Sản phẩm gốm đất Việt có đặc trưng thuần Việt đó là màu đỏ quýt trầu, âm thanh trong chắc, dùng búa sắt gõ vào sản phẩm, âm vang phát ra như gõ vào tấm thép. Gạch lát nền không trơn trượt, không nồm, không rêu mốc. Ngói lợp không phai màu, ấm áp về mùa đông, mát mẻ về mùa hè, chịu va đập mưa đá, thời tiết khắc nghiệt. Với hệ thống gần 200 nhà phân phối cấp 1, hơn 2.000 nhà phân phối cấp 2 hiện diện khắp 63 tỉnh thành trên cả nước, đã xuất khẩu trên 51 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Chính vì vậy, ngày 6 tháng 6 năm 2020, Tổ chức Kỷ lục gia Việt Nam đã xác lập 6 kỷ lục Việt Nam cho gốm đất Việt đó là 1. Sở hữu máy nhào đùn liên hợp dùng để tạo hình sản phẩm bằng phương pháp đùn dẻo từ phối liệu đất sét lớn nhất Việt Nam. 2. Máy nghiền phối liệu siêu mịn dùng cho sản xuất gạch cốt tô đầu tiên tại Việt Nam. 3. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ đầu tiên của ngành sản xuất gạch ngói đất sét nung Việt Nam. 4. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ đầu tiên có nhiều bằng độc quyền giải pháp hữu ích nhất Việt Nam. 5. Doanh nghiệp sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng công nghệ nghiền khô, nung trong lò nung tuy nen đầu tiên tại Việt Nam. 6. Doanh nghiệp sản xuất gạch ngói đất sét nung phun men từ sản phẩm mộc nung một lần trong lò nung tuy nen đầu tiên tại Việt Nam. Vinh quang này có phần đóng góp không nhỏ của những con người gốm đất Việt với xuất thân từ Điện Tứ Chiến Khu, Điện Linh Nhân Kiệt đã luôn gắn bó và lao động hết mình, cống hiến cho tổ chức, với công ty, nhà máy. Đồng thời là định hướng đúng đắn của ban lãnh đạo luôn cập nhật xu thế phát triển của nền kinh tế xã hội, kiên trì đầu tư áp dụng công nghệ hiện đại nhất và hoạt động sản xuất, nâng tầm thương hiệu. Có thể nói, hành trình gian lao đi lên công nghệ 4.0 của gốm đất Việt đã đem về những thành quả to lớn, đáng tự hào cho gốm đất Việt nói riêng và cả vùng đất Đông Triều Anh Hùng nói chung, hòa vào xu thế phát triển kinh tế của đất nước.
Gốm đất Việt, xứng danh niềm tự hào đất sét nung Việt Nam.